Nó hiện Phật các lái luôn nè các bạn. Các bạn đang sử dụng những chiếc điện thoại cơ bản, ví dụ như Nokia 6300 này nha các bạn, thì chúng ta vẫn có khả năng sử dụng được Google Maps nha. Đó, tại vì có nhiều người sử dụng những cái điện thoại cơ bản thôi, người ta không sử dụng smartphone, thì trong trường hợp cần thiết vẫn sử dụng được Google Maps. Và đây là cái bản Google Maps Java nha các bạn. Và cái phiên bản Google Maps này là cái phiên bản rất là nhẹ luôn ha. Bây giờ mình sẽ mở lên thử cho các bạn xem nè, để coi nó hoạt động ở trên Nokia 6300 là như thế nào. Và mình cấp quyền cho nó là được truy cập mạng nha. Phiên bản này là V2.3.2, dung lượng chỉ là 441 KB thôi các bạn, rất là nhẹ. Do Nokia 6300 sử dụng mạng 2G cho nên rất là chậm, và nó tải những cái điều khoản sử dụng nè. Đó, thì các bạn cứ kéo xuống hết là sẽ chọn chấp nhận hoặc là từ chối, thì tất nhiên chấp nhận mới xài được nha. Đó, chấp nhận. Rồi bấm vào cái chữ trình đơn nè. Nokia 6300 thì chúng ta không có định vị toàn cầu GPS nha. Bây giờ sẽ thu phóng. Số 1 là thu nhỏ, số 3 là zoom lớn lên ha. Mặc dù là không có định vị toàn cầu nhưng mà khi cài vào nó cũng biết được cái vị trí của mình là ở Việt Nam. Và nó đang tải nè. Thử coi nó biết cái vị trí mình đang ở đây không. Tại vì 2G cho nên là tải cũng hơi lâu nha các bạn. Nhưng mà trong trường hợp cần thiết thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái tính năng là tìm chỉ đường nha. Tìm kiếm bản đồ cũng được. Ví dụ mình sẽ tìm kiếm, nhập tìm kiếm là Phà Cát Lái. Đó, Phà Cát Lái, ok ha. Ok, để thể hiện tùy chọn. Để xem trên bản đồ nó có hướng dẫn hết. Đó, nó hiện Phà Cát Lái luôn nè các bạn. Tìm chỉ đường, cái điểm đến là Phà Cát Lái, và cái điểm xuất phát thì một là nhập địa chỉ, hoặc có thể chọn trên bản đồ ha. Nhập địa chỉ thì ví dụ như mình nhập là bệnh viện Từ Dũ nha. Ok. Đó, từ bệnh viện Từ Dũ và muốn tìm đường về Phà Cát Lái và hiển thị chỉ đường. Nó đang định tiến nè các bạn. Đó thì ở đây các bạn có thể đọc ha, từ bệnh viện đi nó sẽ hướng dẫn từng bước từng bước từng bước từng bước. Đó, cũng rất là tiện khi các bạn mà không có smartphone, không sử dụng smartphone mà chỉ có điện thoại cùi bắp thôi, thì cái Google Maps phiên bản Java này rất là hữu ích nha các bạn. Bấm sao để xem vị trí trên bản đồ luôn ha, đi từ đâu, ngã rẽ đâu nè. Đó. À, khi mà ở đây nó để là hướng về đường Bùi Thị Xuân đi, bấm số 6 để theo cái ngã rẽ tiếp theo đó, hoặc là số 4 để trở về trước đó, thì chúng ta có thể xem theo từng bước như vậy. Mặc dù là nó không có GPS nha, nhưng mà cái cách chỉ đường này là cũng rất là ổn các bạn ha. Cứ đi theo như vậy là mình thấy rất là ok luôn. Đó, ở phần trình đơn này thì nó có nhiều cái chế độ nè. Có thể là chế độ xem vệ tinh. Nếu các bạn chọn vào thì nó sẽ lót cái dạng như là có, sẽ có đồi núi đồ này kia các bạn ha. Nhưng mà tại vì 2G thì lót hơi lâu thôi. Đó, thấy không? Bấm số 3 để zoom ra để xem. Đó, mình thử coi zoom ra nó có chi tiết hay không. Zoom hết cỡ coi nó là bao nhiêu. Và hiện tại chúng ta đang tốn cái dung lượng là 771 KB dữ liệu mạng rồi nha. Nếu các bạn chỉ cần chỉ đường đơn thuần thôi thì các bạn cứ để nguyên cái hiện trạng bản đồ mà đường xá lúc nãy thì nó sẽ tiết kiệm dung lượng hơn. Còn các bạn muốn xem chi tiết thì cứ như vậy bấm phóng lớn lên và nó sẽ tốn cái dung lượng của mình ha. Nó sử dụng những cái bàn phím T9 này để làm phím tắt luôn, cho nên là rất là tiện ha. Đó, rất là lớn nè, các bạn có thể thấy rõ được trung tâm quản lý điều khiển giao thông đồ. Để mình sẽ cố gắng phóng hết cỡ thử xem là chúng ta sẽ nhìn thấy được cái gì trên một chiếc điện thoại bé xíu như thế này ha. Thấy được cái nhà luôn nè, thấy không? Một chiếc điện thoại cơ bản. Đó. Còn không thì chúng ta chỉ cần xem danh sách chỉ đường thôi, nhìn vào đây và đi thôi các bạn, không cần phải xem bản đồ luôn. Đó. Vậy là mình vừa trải nghiệm Google Maps trên cái chiếc điện thoại cơ bản ha, Nokia 6300.
Thì tất cả những chiếc điện thoại mà hỗ trợ Java đều có khả năng cài được bản đồ này ha. Thì nếu các bạn đang sử dụng những thiết bị có khả năng hỗ trợ Java thì các bạn có thể cài thử cái phiên bản này. Trong Nokia 6300 thì chúng ta sẽ có Opera Mini nè. Các bạn sẽ vào Opera Mini. Rồi trong phần Google, các bạn sẽ tìm kiếm với từ khóa là Google Maps Java nha. Ok. Để thử xem là cái mạng 2G này, gọi chính xác hơn là 2.75G á, thì nó sẽ tải nhanh hay không nha các bạn. Đang sử dụng Opera Mini. Tốc độ cũng rất là lâu nha. Để coi. Đó, rồi. Cứ bấm có tiếp tục đi. Đó, tải về cái định dạng cho Java nè, các bạn sẽ chọn là tải về máy nè, còn phía dưới là tải cho Android nha. À, tải app về máy nè. Đó, khi đó các bạn sẽ bấm tải xuống và nó sẽ có cái đuôi là ZAR, bấm tải xuống. Đó, thì ở đây đó, 444.4 KB ha, các bạn chỉ cần bấm mở thôi là nó sẽ tải về thôi nha. Tại vì mình tải rồi thì thôi nha các bạn. Rồi, vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn tải và sử dụng Google Maps trên những chiếc điện thoại cơ bản này ha. Đó, nếu trong trường hợp cần thiết thì các bạn có thể áp dụng cái video này để chỉ đường ha, trong một số trường hợp cần thiết mà chúng ta không có smartphone ha. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.